tiếp tục đi thu hoạch mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu Indo nha bà con. Hôm nay là ngày 25 tháng 2 âm lịch năm 2023 nè, tiếp tục đi thu hoạch mít trường 800 cây của chú Đông. Ồ, trái nào quá dữ rồi. Giờ anh Thảo ơi. Ồ, dữ rồi. Ồ, cái gì đấy? Trời ơi. Cái cơm. Quá dữ quá đẹp bà con. Cái này chưa già, cây đó ba trái luôn. Đi trước đi em. Đi trước đi em nghe. Bữa nay đi trước quay lại. À, buổi trưa 11 giờ 2 giờ đi con. Anh nhìn cái anh biết bà con ơi, hay thiệt. Không hay là chết luôn á. Là mất tiểu rồi con ơi. Đó. Còn cái gì nữa đây? Trời ơi, cái nó đỏ quá đỏ bà con ơi, muốn trả lửa luôn. Đó. Để yên tôn giống là khó. Về cái chuyện giống mà những cái nơi mà cấp giống ha quý con ha. Cho nên quý con phải chọn đúng cái nơi. Bên đây có trái này dệt chưa? Có này dệt đó. Đó thì tới già luôn ha. Cái vườn của chú Đông này nè, ngày xưa là lấy cái giống cây trồng của ở trung tâm cây giống là chỗ anh Mỹ Nữ Quan Toàn ha quý con ha. Đó thì đến cái màu muối nè. Còn muối rất là đẹp nha bà con. Ok là chuẩn giống. Cho nên lên màu, muối to. Muốn quan tâm ha. Muốn đầu tư. Thì cho nên là mỗi con phải lưu ý cái này nè. Còn điều kiện mà cần thiết nữa. Đó, không cần giả nữa. Nếu như khu vườn nào của quý bà con chúng ta mà cần bán trái thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình nha. Bên trung tâm cây giống cũng đang cần cái nguồn hàng để thu mua trái nha. Thì bên Liên ngoài cung cấp cây giống ra, hỗ trợ kỹ thuật trồng và cũng có liên kết đầu ra cho quý bà con chúng ta về giống mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu Indo này. Thôi. Sao? Khoa học mới nhất thì chúng ta không dữ quá. Chúng ta áp dụng cho trồng vườn cây ăn trái của mình cũng có cây mít ruột đỏ sơ vàng. Muối to, dày. Lên màu. Bên đây có trái này không biết giờ chưa? Chưa dạ ha. Còn lại một cái tiếp theo vào 18 giờ hàng ngày quý con nha. Đó thì ngày hôm nay thì tiếp tục đi thu hoạch mít cho quý con. Rất là ổn định đối với con nha, rất là ổn định. Giá bữa nay thì 95, 85, lớn 95, nhỏ 85, đó, giá phải nói là ok luôn. Thì một trái là tầm khoảng cân triệu, hơn triệu. Dạ chứ anh. Đó, đây, nè, anh đang cắt này. Đang cắt cái quý con này. Lên cơm rồi nha, lên màu rồi. Khá đẹp luôn mấy con, đó, tuyệt vời. Ngon rồi. Chào anh. Không thấy. Thấy cái cắt này đó rồi. Giờ mình cắt thêm cái này được không? Cái này là gì nhà? Bỏ luôn. Không có đây gì nhà, em không bỏ à. Cắt này uống cho con. Đây, hai trái nào. Khoan, cây này mấy trái? Khoan để đếm này. Cây này 1 trái, 2 trái, 3 trái, 4 trái nha. 4 trái. Cây này đang nuôi trái là 4 trái. Này cắt trái 2. Chưa biết. Đó. Cái này để chờ kiểm tra lại coi thử già chưa. Coi tới này nhìn mặt rõ ràng nè. Đó. Ôi ơi quá dữ rồi anh Thảo ơi. Trời ơi. Quá ngon mà con ơi. Đó, giờ bên đây cây là 4 trái nè. Đó, giờ cây trái kia 5 trái và mình cắt đây 2 trái. Đó. Ảnh hay ảnh nhìn cái là anh biết cái già ha. Còn kia nhìn không biết đâu bà con ơi, thông cảm cho kia vấn đề này nha. À. Được luôn ha, cây này cắt được 2 trái nha. Hai trái thì vậy là 2 triệu với con ơi, chính xác luôn, 2 triệu luôn. Cây hay, ôi ơi cái gì vậy anh? Ơi, à. Hôm nay không tả nổi với con ơi. Hôm nay là 95 ngàn một ký, nhưng mà một gốc này mình cắt được 2 trái. Một trái tính hàng 2 thôi, hàng 2 là 85 ngàn. 85 ngàn thì một cây này cũng 1 triệu mấy đến 2 triệu á. Một gốc đó. Một là sư phụ luôn quý con ơi. Anh nhìn thấy là biết quý con ơi. Sư phụ à.
cái này tròn đẹp nè. Sư phụ, cái này sao sư phụ ơi, sư phụ. Đó. Ui. Đó. À, đỏ hối luôn. À. Được, được nhưng mà yếu hơn hai trái nãy. Anh cắt rồi, anh dùng cái con gì đó. Còn có cái vỏ đi ở sau lưng ấy. Là tại thế kia anh vớt lên vỏ hơn rồi ha. À, anh đã dạng chuyển lên một cái bãi mình gọi là để tập kết đó quý con. À, bãi tập kết mình mới cần nha. À. À, đầu đầu nè, anh lăn lê bò lết vô anh kiếm cái trái nè. Trái đâu kêu anh ơi. Trái này bị sâu rồi. Con ơi. Trái nó bị sâu rồi. Trái nó uổng. Ơi. À, ngon lành. Đó, nè con. Nó đâu thấy rồi. Trái này bị cháy nắng bị cháy nắng nên quý bà con chúng ta nhìn cái màu nó không được đẹp tốt cực dài nha. Đó, cái trái mà tầm tầm khoảng cỡ 10 ký đổ lên ha thì giá khoảng 100.000 mà nó rơi trái sâu cái nữa thôi rồi đêm đó khỏi ngủ đó. Vậy cho nên quý bà con hãy lưu ý cho kia mà quản lý tốt khi mà cái nó dài rồi quý con chỉ bao cái tốt cực dài ha, khi mà nó vừa thì nó không đó thì quý con hãy bao trái lại, chúng ta phải quản lý được cái tức là côn trùng chích thuốc đó đi, con sâu nè, con vàng nè, nó ảnh hưởng rất là mạnh luôn. Đó. Cái này chắc già rồi, thấy cái màu nó già rồi. Đó, hay anh nhìn cái anh biết cắt cái sẹt luôn rồi. Ở cây này ta cắt hai trái nè, đó, trái rồi hai trái là thôi. Ok nè. Bít này cái đầu nó hơi nhô nhô, mình phải cắt xích xích xuống này chỗ bầu bầu này nè, nó mới tả luôn đụng muối ơi. Quá đẹp, hết đường để tả luôn. Tiếp tục thử cho mình. Bữa nay nhiều anh Thảo ơi, bữa nay thấy có ba xuồng rồi đó, bữa nay chắc tới hơn 100 triệu phải không? Đây nó rất đẹp. À, cắt tới tài sơ không? Đen chắc. Sữa đen không? Chắc ăn sữa đen rồi đây. À, có không? Này. Có đen không? Anh nhìn cái nhìn sữa đen. Đâu chỉ cho quý bà con chúng ta xem cái. Đây. Sữa đen này với con. Đây, chỗ này sữa đen này nha bà con. Đó. Thợ nhìn da là biết sữa đen nha bà con. Mít lùi đỏ sữa vàng cũng có sữa đen nữa nha. Nhưng mà tỷ lệ nó rất là thấp, nó rất là ít nha. Giống như khu vườn này 800 cây mỗi đợt thu như vậy tầm khoảng 3 đến 4 trái thôi. Có đợt thu có 1 đến 2 trái nữa hả bà con. Vẫn có chứ không phải là không có nha. Nó chỉ có hạn chế là bệnh xì mũ thôi, khắc phục được bệnh xì mũ trên cây thôi. Với sữa đen này vẫn có. Giai đoạn mà con ai đã có làm sớm rồi ha. Trên cái ruột đỏ sữa vàng cũng vậy thôi. Nếu con mà lơ là ăn trái là ha, là sữa đen rất là nhiều. Da đen này, da đen nhưng mà sơ không đen nha. Đó, thấy không? Cái thấy sâu sâu, thấy sâu sâu chứ rất là ngon đúng không con? Đây nè, tiếp tục nè.